Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip John Winter này ạ. Đêm nay sẽ đêm kinh hoàng của Winter này ạ. Và các bạn đừng quên là mua khăn của tôi ở phần mô tả nha. Tôi bán rất nhiều các loại khăn, khăn mùa đông. Các bạn nếu mà các bạn muốn mua khăn thì các bạn click vào phần mô tả. Tôi để link mua khăn ở phần mô tả. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ tiến hành các màn John Winter trong đêm nay. Đêm nay sẽ là cơn ác mộng của Winter này ạ. Màn tròn của tôi đó là tôi sẽ đổ thau nước và để lên trên này. Đó. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó. Và với tình này ạ, không để ý, đi vào đây, đổ nước xuống vào đầu nó, tức là nó mở cửa ra, các bạn hiểu không? Nó mở cửa ra, nước sẽ tự đổ đầu nó. Đấy. Cái màn tròn này tôi mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra đấy. Bây giờ tôi sẽ đi đổ đầy thau nước này. Vinh nó đang lên, thằng Vinh đang lên rồi. Đâu mày? Đưa tao cửa nhà xong đi vào đây ra đây rồi.
khỏe rồi. Khỏe đang ngủ. Đi thôi mất. Vậy. Cái giờ này gọi. Anh ngủ gì vậy? Gì
sao? Được rồi. Con với đứa mà tôi cứ buồn cười các bạn ạ. Các bạn nó ngủ rồi mà mình cứ làm phiền ấy. Thì bây giờ cũng là 1 giờ sáng rồi. Thì Vinh thì đẻ cũng đã ngủ rồi các bạn nhìn này. Thì tôi xin phép là kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.